Tình thu tiệp yếu báo ân đàm, học tập chia sẻ tập 1A. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lễ Húc. Địa điểm: Hội Cộng Tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Bằng. Thời gian: ngày 20 tháng 2 năm 2017. Kính chào Hội Trưởng Đỗ, chư vị trưởng bối, chư vị đồng tu cùng các huynh đệ tỷ muội, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Trước tiên vô cùng cảm ơn Hội Trưởng và chư vị đồng tu đức hiền của chúng ta đã cho Lễ Húc có một cơ hội học tập cùng với mọi người. Bởi vì vừa hay lần này thời gian ở lại Đài Loan khá là dài một chút, bởi vì phải làm visa công tác ở Anh Quốc, cho nên cần phải có thời gian để làm. Bây giờ hộ chiếu đã nộp đi làm rồi, thì không thể rời khỏi Đài Loan nữa. Sau đó thì phải đi qua Anh Quốc. Bởi vì cái duyên diện Hán học ở Anh Quốc này, sư trưởng có nhấn mạnh là A-di-đà Phật giao cho Ngài một nhiệm vụ sau cùng ở thế gian. Học sinh chúng ta sau khi nghe xong hết sức cẩn thận, dè dặt. Cái duyên này phải làm cho tốt, bởi vì sư trưởng ở Anh Quốc hồi đó là tháng 7, còn ở Luân Đôn tổ chức tế tổ. Cho nên sư trưởng đã đem sự thận chung thuy diễn dân đức quy hậu truyền thống tế tự này, trí huệ của nền giáo dục dân tộc truyền thống này đã ảnh hưởng tới châu Âu rồi. Bởi vì lúc đó hiệu trưởng Đại học Wales Anh Quốc vào tháng 9 năm trước, ông đã tham gia lễ tế tổ 8.000 người ở Hồng Kông. Thấy nhiều người như vậy, đối với tổ tiên cung kính như vậy thì rất chấn động. Ông đã nói với sư trưởng là lễ tế tổ như vậy có thể nào làm một lễ ở Anh Quốc không? Sư phụ rất từ bi đã nhận lời. Quả thật là trong chốn cửa Phật có cầu tức ứng. Công trình đó rất lớn. Số chuông và trống pháp hội đó cần dùng đều là do Đài Loan làm, bao gồm cả đoàn nhạc, đều là mời những đoàn thể có trình độ rất cao đều tế lễ mỗi năm ở khổng miếu đạo viên chúng ta đến tham gia. Rất có thể cả chiếc máy bay, đều là đại đội người ngựa của Đài Loan chúng ta đi qua đó. Cho nên từ sự việc này chúng ta đã thể hội sâu sắc những thứ mà tổ tiên chúng ta đã dạy, đó là tánh đức. Những thứ thuộc tánh đức, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Quý vị vừa tiếp xúc, liền có thể tương ứng, có thể hoan hỷ. Trọng điểm là họ có duyên để tiếp xúc được không? Một điểm này, đối với việc tu học của chúng ta, hết sức quan trọng. Tam Tự Kinh nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Chúng ta có tin tưởng câu nói này không? Nếu như không tin tưởng câu nói này, những câu nói khác có tin tưởng không?
một câu nói này tin tưởng rồi, chúng ta bắt đầu từ hôm nay không nghi ngờ chính mình nữa. Câu nói này và lời Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Cho nên mỗi một câu trong Phật Pháp, chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự đem nó thọ nạp trong tâm điền, mỗi một câu sẽ có thọ dụng rất lớn. Nếu như ngày nay chúng ta học Phật, cảm thấy học một chút không pháp hỷ gì cho lắm, những lúc này không thể nói Phật Pháp không linh. Tại sao? Mấy ngàn năm nay, những người nhờ có Phật Pháp mà được thành tựu. Không chỉ cá nhân thành tựu, gia đình hạnh phúc, xã hội an định, sự nghiệp thuận lợi. Thậm chí là trong lịch sử của cả Trung Hoa, quốc gia cường thịnh đều là tương ứng với sự hưng thịnh của Nho Thích Đạo, đều đã chứng minh. Nếu như ngày nay chúng ta học không thể thọ dụng, tuyệt đối không phải vấn đề của Phật Pháp. Cho nên trên con đường tu học, chúng ta thời thời phải quán chiếu. Nếu như không thể nhận được lợi ích thù thắng, có thể là chúng ta kinh giáo chưa có nghe rõ ràng, tâm của chúng ta có thể đã dùng sai rồi, suy ngẫm lại như vậy thì sẽ nhận được thọ dụng rất lớn. Vậy chúng ta vừa mới nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Mọi người có tin tưởng câu này không? Tin tưởng hả? Vậy nếu như thật sự tin tưởng rồi, phải nên bắt đầu từ giây phút này, chúng ta sẽ không nghi ngờ bản thân của mình nữa. Phải không? Được, vậy mọi người nghĩ thử coi. Tháng trước quý vị có rất nản chí hay không? Rất nản lòng, rất muốn thoái lui có không? Vậy câu nói này chưa có bỏ vô được. Phải không? Cho nên tu học, hôm qua có chia sẻ với mọi người rằng Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất là quý vị lĩnh ngộ được bao nhiêu? Quý vị đem những giáo huấn này đặt trong tâm thời thời không thể quên, có được mấy câu? Thực chất là quý vị y giáo phụng hành bao nhiêu? Không phải là thời gian học nha. Nếu như chúng ta học trinh tướng, tôi đã học Phật 20 năm rồi. Thật ra, người thực sự học Phật 20 năm thì họ có thường hay đem câu họ học Phật 20 năm treo trên miệng không? Thực sự học Phật, họ có thọ dụng. Họ càng học càng cảm thấy, ôi chao, tập khí từ vô thị kiếp nặng thế này càng học tự mình. Tính cảnh giác càng cao càng hổ thẹn, sẽ không thường xuyên treo trên miệng mà nói tôi đã học 20 năm rồi. Có thể khi chúng ta nói ra câu nói này, trong tâm còn đang chờ đợi lời tán thán của người khác sẽ nói ra. Ê cha, không đơn giản đâu. Như vậy, tám gió thổi động liền. Cho nên tại sao lão Pháp Sư nói phải cắm ba cái gốc? Cắm ba cái gốc tức là phải cắm vững cơ sở làm người. Mọi người phải chú ý. Căn cơ làm người cắm vững, tức có nghĩa là nếu như ba cái gốc vẫn chưa cắm vững, thì đến kiếp sau, ngay cả cơ hội làm người cũng không có, đừng nói chi làm Phật. Giảng sanh Tây Phương là làm Phật. Cho nên, Đức Phật nói không học tiểu thừa trước, rồi học đại thừa, không phải đệ tử Phật. Câu nói này đã nhắc nhở chúng ta về trình tự trong việc tu học. Mặc dù chúng ta đã gặp được pháp môn niệm Phật vô cùng hoan hỷ, nhưng mà chúng ta phải bình tâm lại, căn cơ phải cắm vững.
Một người có thể thành tựu hoa quả, thành tựu Phật quả, chủ yếu là thâm căn cố đế, căn cơ phải dựng. Cho nên trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phu Nhân Vi Đề Hy nhìn thấy quốc độ thập phương chư Phật, bà cũng rất có tầm nhìn, nói mình tôi muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái nguyện này vô cùng thù thắng, mục tiêu chính xác. Thế nhưng tiếp đó Đức Phật nói điều gì với bà? Tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Nói cho bà nghe về tam phước. Phước thứ nhất là phước trời người làm người. Có thể giữ được thân người, được sanh thiên. Những người có phước báo lớn như vậy đều phải làm được phước thứ nhất này. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Lễ Húc còn nhớ khi vừa mới học Phật, sư phụ nói, con làm cho được cái phước thứ nhất rồi. Sau đó không còn lưu luyến với thế gian. Dù công đức này hồi hướng Tây Phương có thể vãng sanh. Mọi người trong quá trình tu học, hình như mỗi lần sư phụ nhắc tới những cái nào là then chốt để vãng sanh, lỗ tai chúng ta đã lập tức dài ra, được chưa? Cái này là một việc rất quan trọng. Vậy sư phụ nói cắm ba cái gốc trên thực tế chính là cụ thể làm được. Phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu thực hành trong đệ tử quy. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hiếu thân tôn sư thực hành trong đệ tử quy. Từ tâm bất sát thực hiện trong thái thượng cảm ứng thiên. Tu thập thiện nghiệp thực hành trong kinh thập thiện nghiệp đạo. Và chúng ta coi trong đệ tử quy có nói, nghe khen sợ, nghe chê vui. Người đạo đức tới thân cận đã nói với chúng ta, nghe khen phải sợ, nghe chê phải vui. Đây là sự tu dưỡng của thế gian. Cho nên giả sử như chúng ta ngày nay học Phật ăn chay, 20 năm thường hay treo trên miệng để nói cho người khác nghe. Cái này đã là không có nghe khen sợ rồi. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, được sủng ái mà lo sợ. Ở Đại Lục có rất nhiều người đều sẽ gặp phải. Ây cha, có một người sư phụ tán thán họ. Sau đó họ đem sự tán thán của sư phụ đó đi khắp nơi nói với người khác. Anh coi sư phụ tán thán tôi, các anh có muốn hẹn tôi đi giảng dạy không? Còn có người đến hỏi tôi rằng có cần hẹn người đó đi giảng dạy không? Tôi nói bản thân các anh phải biết phán đoán chứ. Quý vị coi, người được sư phụ tán thán mà đến bây giờ vẫn chưa bị vấp ngã. Tôi lấy một ví dụ, cô giáo Lưu Tố Vân. Sư phụ tán thán cô, phản ứng của cô là gì? Cô có cầm cái gì ra nói, sư phụ tán thán tôi, anh muốn mời tôi đi giảng dạy không? Không có. Mỗi một lần tán thán, cô giáo Lưu Tố Vân liền nói ngay, ôi chao, con không có tốt như sư phụ nói vậy đâu, cô lo lắng dè dặt như vậy. Đây chính là người có tu dưỡng. Cho nên ba gốc này khiến chúng ta có thể nhìn rõ ràng chính mình, cũng có thể phán đoán tình hình của người khác. Phán đoán cũng rất quan trọng. Ngày nay, quý vị không thể phán đoán con cái của mình, không thể phán đoán bạn bè người thân của quý vị. Quý vị làm sao hộ niệm họ? Rõ ràng, họ danh danh lợi dưỡng rất là nặng. Quý vị còn cứ tán thán họ, thì chẳng phải quý vị đẩy sóng đẩy nước hại họ rồi sao? Cho nên có những lúc không có trí huệ, quý vị muốn giúp một người cũng chưa chắc có thể giúp được. Cho nên Khổng Tử nói, chớ lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người. Tại sao phải tìm hiểu về một người? Cũng giống như cha mẹ rất hiểu về đứa con này,
quý vị mới biết khuyết điểm của em ở đâu, làm sao dẫn dắt em. Quý vị hiểu các em rồi, quý vị mới biết sở trường của các em ở đâu. Quý vị phải dạy theo từng người. Cũng không phải mỗi một người đều rất thích hợp. Như trước đây nói là đi thi công danh, bởi vì ngành ngành sanh trạng nguyên. Có vài người vừa nghe xong văn hóa truyền thống rất tốt, mỗi ngày đều ép con của mình nhất định mỗi ngày phải đọc kinh mấy tiếng đồng hồ, còn phải học thuộc. Sau khi ép được 5-3 năm, con trai của anh hãy nhìn thấy băng đĩa văn hóa truyền thống liền lắc đầu. Sau đó hãy nghe nói người đó là giáo viên về văn hóa truyền thống thì chạy y như bay vậy. Lệ rút kể cái này không phải chuyện cười, tôi đã gặp qua rồi. Gặp chuyện đó còn gặp chuyện gì nữa? Ghét giáo viên văn hóa truyền thống. Ồ, lần trước tôi đi cũng là vậy, cẩn thận dè dặt. Trước khi đi gặp em học sinh này, cầu tam bảo gia trì. Nếu như vẫn không xoay chuyển lại được, thì đối với cả đời của em ấy chướng ngại quá là lớn. Nhưng mà mọi người biết đó, trong cửa nhà Phật có cầu tức ứng. Chúng ta nói có thắp hương thì có gia hộ. Quý vị thực sự có khẩn cầu, Phật Bồ Tát là thân pháp giới, lập tức liền gia trì. Cho nên khi quý vị nói chuyện với em ấy, từ trường đó sẽ khác đi. Thậm chí là quý vị sẽ bỗng nhiên có một vài cảm ứng, đó đều là tam bảo gia trì. Cho nên tôi đã nói với các đồng tu, quý vị nói có nền tảng làm người, tại sao lại đi quảng cáo bản thân mình? Như vậy quý vị sẽ biết phán đoán. Cho nên sư phụ khoảng thời gian trước khi đang giảng dạy thì có nói là bởi vì có người đã đem việc ngài từng tán thán đi khắp nơi để diễn giảng. Sau đó bài giảng đó liền lệch lạc mất. Tại sao? Họ đã có tâm danh văn lợi dưỡng rồi. Tâm lệch rồi, những lời nói ra chắc chắn sẽ lệch. Tại sao? Ngôn ngữ là gì? Là tiếng lòng. Vì vậy, sư phụ đã vô cùng từ bi, vô cùng chân thành. Bất kỳ ai nói với ngài điều gì, ngài đều tin tưởng họ, ngài sẽ không nghi ngờ họ. Nhưng mà vừa thấy, quá nhiều tin tức tới rồi, người này lời nói và việc làm khác nhau nhiều quá. Cho nên sư phụ giai đoạn trước giảng kinh có nói, những người tôi đã tán thán qua, quý vị tự mình cũng phải nhìn cho kỹ, tôi tán thán không có tính. Cho nên chuyện này đã nói với chúng ta điều gì? Phải dùng lý trí để tu hành, không được kích động. Quý vị không thể bởi vì Thái Lễ Húc là người cao hùng, quý vị liền nói lời do người cao hùng nói tôi nhất định được phải nghe, quý vị sẽ không có lý trí nữa. Phải có lý trí. Người giảng dạy, họ có thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ hay không? Khổng Tử là thánh nhân đó. Ngài giảng dạy đều là thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ. Người bây giờ hãy nói là nói cái gì? Lý luận này là do tôi phát minh đó. Có không? Đúng rồi. Nói tới chỗ này, lão tổ tiên của chúng ta rất vĩ đại. Các ngài đều không quảng cáo chính mình. Bởi vì trước đây, tôi học ở học viện sư phạm, đã xem rất nhiều. Cái gì mà học phái tâm lý hành vi, hoặc là phái gì đó, hoặc là phép dự phòng gì đó, phép quán ma, sau đó bên dưới đều nói do người nào đó phát minh. Sau đó học lễ ký, học ký, lão tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm trước đã nói ở trong lễ ký. Cái mà tương quán nhi thiện chi vị ma, tức là phép quán ma. Cấm vu vị phát chi vị dự, tức là phép dự phòng. Đương kỳ khả chi vị thời, gọi là giáo dục cơ hội. Phép cập thời. Tổ tiên của chúng ta chưa bao giờ nói các ngài phát minh điều gì. Mấy ngàn năm trước họ đều nói hết rồi. Cho nên phải mau mau đem lễ ký, học ký, dịch thành tiếng Anh. Những học giả phương Tây này vừa nhìn thấy thật là ái ngại quá. Mình đều nói cho mình phát minh.
tổ tiên mấy ngàn năm trước của người ta, tổ tiên mấy ngàn năm trước người ta đã nói rồi. Cho nên Hán học gia ngoại quốc chân chính, họ thật sự tiếp xúc với kinh điển của lão tổ tiên, khâm phục cúi đầu sát đất. Ở phương Tây có một Hán học gia tên là Cao Bổn Hán. Lời nói của ông khiến cho chúng ta rất chấn động. Ông nói chữ Hán không được sửa. Văn ngôn không được phế. Kinh sách buộc phải đọc. Đây là người phương Tây người ta nói đó. Và tên của ông cũng thật sự kỳ diệu, tên Cao Bổn Hán, vốn dĩ đã là Hán. Vì vậy, sau khi học, đọc xong, thực sự cảm thấy đây là trí huệ 5.000 năm, bao gồm giáo sư Thoi Bi Anh Quốc sau khi họ thâm nhập rồi. Ông nói, giải quyết thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Kết quả sự thể ngộ của người phương Tây như họ đối với giáo huấn của tổ tiên chúng ta còn sâu hơn cả chúng ta. Vì thế, có những lúc Lễ Húc nghe thấy những lời này đều cảm thấy không chốn dung thân. Người khác đang tán thán cha mẹ của chúng ta, bản thân chúng ta vẫn chưa nhận rõ cha mẹ của chính mình. Cho nên nói, quay trở lại, Khổng Tử đều là thuật nhi Bất Tát. Mọi người xem kỹ lại coi, Khổng Tử trong Hiếu Kinh, mỗi khi nói một đoạn, tổng kết đều là Ngũ Kinh. Quý vị coi, ở cao mà không kiêu, cao sẽ không nguy, chế tiết cẩn trọng, đầy mà không tràn. Đây là chương chư hầu. Sau cùng Ngài nói, Thi Kinh nói cẩn thận dè dặt. Ngài đều dùng cái gì? Dùng kinh điển làm tổng kết. Nghĩa là Ngài thuật lại đoạn văn này có xuất xứ hay không? Có căn cứ hay không? Có. Quý vị đọc Hiếu Kinh sẽ nhìn thấy được thái độ trì học của Khổng Tử là thuật di Bất Tát. Tính di hiếu cổ. Sư phụ chúng ta đã nói, Ngài khâm phục 8 chữ này của Khổng Tử nhất. Mọi người đã chú ý thấy chưa? Chính là 8 chữ này. Mọi người để ý, khi nghe Lão Pháp Sư giảng kinh, chỉ cần giảng một đoạn, cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, phải không? Lại tường thuật một đoạn, cho nên Đức Phật nói, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Người trong ngành coi môn đạo, chúng ta phải nhìn thấy được những gì đại tu hành này, các ngài đang biểu những pháp gì. Cho nên có những điều này chúng ta sẽ biết phán đoán lời của người này nói có đúng hay không. Nếu không giống như rất nhiều nơi, đại chúng rất dễ dàng kích động. Hãy kích động, người này nói nghe hay lắm, đùng một cái liền đẩy họ lên bục giảng luôn. Kết quả sau đó cảm thấy có vấn đề, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Hôm qua cũng đã chia sẻ với mọi người, chúng ta người trong thời đại này đi con đường Hoằng Dương văn hóa, so với thời của Lão Hòa Thượng, độ khó nhiều hơn bao nhiêu? Căn cơ kém quá xa, phiền não trong tâm của chúng ta quá sâu. Thời đại đó của Lão Hòa Thượng là hình thành hiếu thân tôn sư, lại vô cùng vô tư. Trong thời kỳ chiến loạn, niệm niệm đều nghĩ về làm sao báo đáp nhiều ân đức như vậy. Nhưng người không quen biết đều giúp đỡ họ. Hơn nữa, vào thời đó xã hội lại thuần phát, kết quả chúng ta bây giờ thì sao? Như Lễ Húc 3 tuổi đã ở thành phố Cao Hùng rồi, đều luôn hưởng phước báo. Ngay cả nhổ cỏ cũng không biết là chuyện gì. Chưa từng đi trồng ruộng, chưa từng chịu khổ cực, lại bị nhiễm ô từ trong xã hội này,
phiền não trong tâm không biết nhiều gấp mấy lần. Bây giờ những cám dỗ bên ngoài lại rất nhiều. Tài sắc danh thực, những cám dỗ này quá nhiều. Tài sắc danh thực thùy. Cho nên thế hệ những người trẻ chúng ta đi trên con đường hoằng dương văn hóa này nguy hiểm trùng trùng. Cho nên lệ hút là người vô cùng nguy hiểm. Mọi lúc mọi nơi đều có thể chết trận. Cho nên hôm nay tôi đến dùng đất quý báu muốn giao hẹn với mọi người một chút. Bởi vì tôi quá nguy hiểm, quý vị phải hộ niệm tôi cho tốt. Những lời mà lệ hút nói, thậm chí là những việc đã nói, đã làm, chỉ cần quý vị vừa cảm thấy không tương ứng với kinh điển và lão pháp sư, xin mọi người nhất định phải ra tay tương trợ. Bởi vì nếu như tôi không tương ứng nữa, tôi chỉ còn có một nơi có thể đi là địa ngục A Tỳ. Tôi không còn một nơi thứ hai có thể đi được nữa. Bởi vì hãy nói sai rồi, làm lầm lạc huệ mạng chúng sanh. Và chúng ta đều là dưới nhân duyên mà bị đẩy lên bục giảng. Lễ Hút vừa hay năm 30 tuổi đã đến Hải Khẩu. 30 tuổi trẻ người non dạ, cái gì cũng không hiểu. Đã làm sai rất nhiều việc. Phật Bồ Tát từ bi, thấy quý vị còn có một chút trách nhiệm, lập công chuộc tội. Bởi vì đã sai quá nhiều, vẫn là đang lập công chuộc tội. Cho nên thật vậy, không chỉ là hộ niệm lễ hút, rất nhiều người trẻ tuổi muốn đi con đường này, các trưởng bối đều phải hộ niệm. Chỉ cần điều lễ hút nói và làm không giống nhau, quý vị phải lập tức trực tiếp nhắc nhở tôi. Đừng có nói là ái ngại quá. Tại sao? Pháp thân huệ mạng và sự ái ngại đặt trên một cái cân, không cách nào cân được. Pháp thân huệ mạng là cơ duyên hy hữu có gặp từ vô lượng kiếp tới nay, còn ái ngại chỉ sẽ đọa lạc vào ba đường ác thôi. Ái ngại là thích sĩ diện. Mọi người dựng lời rồi nha. Không cần phải móc quéo nữa đó. Dựng lời tôi rồi nha. Nếu không tới lúc đó quý vị không có hộ niệm thôi. Kết quả tôi đi tới chỗ Diêm La Vương, 49 ngày vẫn còn phải ở đó. Thảo luận rõ ràng những việc mà một đời này đã gây ra. Có thể tôi sẽ nói là ôi chao, lỗi lầm này của tôi hồi đó, có 100 người đã giao hẹn với tôi rồi. Nhưng mà tôi nói tới chỗ này, cảm thấy hình như có chút không đúng rồi. Nếu như mọi người không chịu nói với tôi, chắc chắn là do thái độ của tôi không tốt. Bởi vì sư phụ dạy cho lễ hút, phải thời thời đem một câu nói đặt ngay trong tâm là làm việc không thông phản cầu chính mình. Nếu như không có người chịu nhắc nhở chính mình, chắc chắn là bản thân mình chưa làm được đệ tử quy. Nếu như có thể nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức đến thân cận. Cho nên tại sao Đường Thái Tông có thể thành tựu Trinh Quán Thịnh Thế? Ngài không phải chỉ tiếp thu khuyên gián mà thôi. Ngài thường hay ở trong triều đình xin người ta khuyên gián Ngài. Vì vậy, sự thành tựu đạo nghiệp của một người cho đến sự thành tựu sự nghiệp của họ nhất định đều là sự thành công trong thái độ làm người của họ. Vì vậy, thái độ quyết định thành tựu. Không phải là sau khi họ có thành tựu rồi mới thay đổi thái độ của họ. Không thể nào. Bởi vì thái độ không đúng rồi thì sẽ chiêu cảm đến duyên phận không tốt. Một người không muốn tiếp thu khuyên gián, chiêu cảm đến đều là những duyên định nọt A-dua chúng ta. Một người thật sự trong tâm muốn tiếp thu lời khuyên răn thì sẽ chiêu cảm đến rất nhiều đồng tu đạo hữu. Cho nên trên con đường tu học, chúng ta đều y chiếu kinh giáo mà làm tiêu chuẩn, hộ niệm chính mình, hộ niệm người khác. Chúng ta cũng có trách nhiệm hộ niệm những người có duyên nha.
phải không? Chúng ta là học Phật Pháp Đại Thừa, không thể không quản sương tuyết ở nhà người. Hơn nữa, chúng mỗi ngày đọc kệ hồi hướng không thể hữu khẩu vô tâm nhé. Kệ hồi hướng mọi người mỗi ngày đều niệm, phải không? Là câu nào? Hết một báo thân này, cùng sanh về nước Cực Lạc. Nghĩa là câu nói này của chúng ta từ trong tâm đọc ra. Chỉ cần là những người có duyên với chúng ta đều tận tâm tận lực, tùy sức tùy lực, giúp đỡ họ đến thế giới Cực Lạc. Nếu như có người sai rồi, chúng ta cũng không khuyên họ, thì chúng ta đã chưa có làm tròn đạo nghĩa này rồi. Và tất nhiên khuyên phải coi duyên. Sự tín nhiệm chưa đủ, quý vị làm càng tốt, họ khâm phục quý vị rồi thì có thể khuyên họ. Hoặc là họ chưa đủ tin tưởng quý vị có thể quan sát họ tin tưởng ai. Cho nên thật ra, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn, chúng ta thực sự có tâm từ bi lợi chúng, chắc chắn sẽ có phương pháp. Chúng ta không thể thường hay nói là tôi cũng không có cách nào, luôn trả lời rất nhanh. Thật ra có cảm, có ứng. Quý vị thật tâm muốn tốt cho một người đều sẽ có cảm ứng. Vì vậy trong Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm của chúng ta có nói tới, một người nghe Pháp phải có phước báo xuất thế, họ mới có thể nghe được. Cho nên có một cư sĩ, ông muốn đưa người đi thân cận thiện tri thức, kết quả đến ngày hôm đó người bạn này của ông đã tới không được. Sau đó ông đã học được kinh nghiệm, mỗi một lần muốn giới thiệu một người bạn đến thân cận thiện tri thức, mấy ngày trước ông đã bắt đầu giúp họ hồi hướng. Sau đó trì Kim Cang Bách Tự Minh, trì bao nhiêu biến, sau đó liền thuận lợi. Một người được nghe Pháp có thể một đời này sẽ thoát ly lục đạo. Cho nên những duyên này chắc chắn sẽ có. Quán thân trái chủ trong đời quá khứ nhiều như vậy sẽ đến chướng ngại. Vì vậy thành tâm làm bất kỳ việc gì, chỉ cần quý vị kiên trì, chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở. Lúc nãy có nói với mọi người, lão hòa thượng ở Anh Quốc mở viện Hán học. Kết quả ngài nói với mọi người chúng ta, việc thành lập viện Hán học Anh Quốc này, đây là việc không phải 5-3 năm có thể làm tốt được. Ít thì 10 năm, nhiều thì 20-30 năm. Ồ, nghe xong tất cả mọi người vỗ tay. Sư phụ ít nhất phải trụ thế. Tôi đã nghe có đến mấy phiên bản, đều là nghe tại hiện trường nha, không phải là nghe lời đồn đại. Có một lần là ở Anh Quốc, ở trong một nhà ăn rất lớn, sư phụ nói ít nhất phải cần 30 năm. Mọi người vỗ tay rất là nồng nhiệt. Sau đó có một lần nói ít thì 10 năm, nhiều thì 20-30 năm. Lão Hòa Thượng lại nói đó là nhiệm vụ sau cùng của mình. Vậy nếu như viện Hán học làm không tốt, thì sự việc sẽ lớn lắm. Cái duyên này không còn nữa, thì thiện tri thức sẽ không trụ thế nữa. Cho nên mọi người có thể lý giải Lễ Hút lần này đi Anh Quốc tay chân run rẩy. Tại sao lại nói với mọi người chuyện này? Chúng ta nghe bất kỳ pháp nào đều phải cảm thấy câu nói này là nói cho mình nghe, mình là người đương cơ. Nếu không, rất có thể vừa nghe vừa nói. Đó là lời nói cho Trương Tam nghe, đó là nói cho Lý Tứ nghe. Kết quả sư phụ vừa nói, Hoàng Dương Viện Hán học là một việc quan trọng nhất của người Hoa thế hệ này chúng ta. Quý vị có nghe qua sư phụ nói như vậy chưa? Sao quý vị không có phản ứng gì? Có nghe qua chưa?
Hôm qua tôi đã đọc một lần rồi. Khai thị của sư phụ trong Đông Chí gần đây. Đối với thế hệ này chúng ta mà nói, sứ mệnh quan trọng nhất là đem văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc truyền thừa lại. Việc làm quan trọng nhất. Đây là phương pháp tốt nhất để báo đáp ân đức tổ tiên. Sư phụ còn nói, cái duyên diện Hán học Anh Quốc này là ảnh hưởng đời đời thế thế. Quý vị ở đây bố thí một dạng, so với ở những chỗ khác bố thí 100 dạng. 100 dạng này cũng chưa chắc sánh được với một dạng kia đâu. Trọng điểm của câu nói này nằm ở đâu? Ở chỗ cái nhân duyên này ảnh hưởng đối với hậu thế vô cùng lớn. Thậm chí là thế nào? Phải đem văn hóa truyền thống đưa ra toàn thế giới. Việc này có thể lợi ích các chủng tộc tôn giáo khác nhau. Lão Hòa Thượng đang biểu diễn Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta coi. Chủng tộc tôn giáo có chứng ngại không? Không có chứng ngại. Điều này sư phụ đã biểu diễn ở Singapore rồi. Đoàn kết. Chính tôn giáo lớn là việc đau đầu nhất trên toàn thế giới. Lão Hòa Thượng chỉ 2-3 năm đã khiến tôn giáo đoàn kết lại được rồi. Cho nên có Phật Pháp là có phương pháp. Chư vị đồng tu, quý vị dạo này có phiền não không? Tại sao quý vị không đem nó ra mà dùng? Có Phật Pháp là có phương pháp. Trước đây, khi tôi mới học Phật, thì có phiền não, liền mau mở kinh của sư phụ ra coi. Khoảng được 15 phút sau, dạng sự đều ok. Có một câu nói nghe hiểu rồi, tâm niệm vừa chuyển là xong chuyện, chuyện lớn bằng trời, cũng chỉ là do một ý niệm chuyển qua không được mà thôi. Đúng vậy. Hình như hôm qua phải bổ sung một chút, bởi vì hôm qua tôi nói, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển nguy cơ thành thời cơ. Tôi lại nghĩ bên dưới có ai nói là, nói thì đơn giản lắm. Anh cũng không có nợ người ta 2-3 ngàn dạng. Nếu như anh giống tôi nợ người ta 2-3 ngàn dạng như vậy, thì anh chuyển lại coi. Thật ra, lý đắc tâm an. Câu nói này không có nghĩa là quý vị gặp vấn đề lớn đến đâu tâm đều không thể an, mà có nghĩa là chỉ cần quý vị hiểu rõ lý, tất cả, cho dù những vấn đề người thế gian cảm thấy nghiêm trọng nhất, tâm của quý vị vẫn có thể an được. Quý vị nói Kinh Kim Cang đó, tiên nhân nhẫn nhục gặp phải Ca Lợi Vương, sự ông tội chết lăn trì, từng miếng thịt xẻo xuống. Xin hỏi quý vị đời này có gặp phải cái duyên như vậy không? Không có, phải không? Vậy bây giờ những chuyện này đều không thấm tháp vào đâu hết. Sự biểu diễn của Đức Phật chúng ta phải coi cho hiểu. Sự biểu diễn này của Ngài nói với chúng ta không có gì ghê gớm hết. Cái duyên như vậy, Ngài đều đột phá được. Hơn nữa mọi người phải chú ý nha. Ngài gặp phải ác duyên nghiêm trọng nhất trên thế gian. Ngài chuyển lại thành gì? Pháp duyên. Khi Ngài bị lăng trì sắp chết, Ngài nói với Bạo Quân Ca Lợi Vương, sau khi ta thành Phật, người đầu tiên độ là ông. Ngài tự thọ dụng là gì? Ngài không có khởi tâm sân hận, những nhục Ba La Mật đã thành tựu. Ngài không có cái tâm báo thù, thì giới Ba La Mật đã thành tựu. Cho nên Ca Lợi Vương là duyên, giúp Ngài thành tựu đục độ Ba La Mật. Ngài từ thọ dụng, tự mình thành tựu. Ngài thọ dụng, Ngài lập tức nói câu nói đó, người đầu tiên ta độ là ông. Ca Lợi Vương này tuyệt đối không phải làm vào thời Kiều Trần Như mới được Đức Phật độ. Lễ Húc nghĩ là khi mà Đức Phật nói ra câu nói đó, Ca Lợi Vương đã mềm lòng rồi. Khi ông đang làm việc này thì sự tức giận của ông không nhịn được. Ông có biết là làm như vậy là sai hay không? Ông bình tâm lại rồi chắc chắn sẽ biết được. Sao lại có một người như vậy? Ta đối với ông ta tàn bạo như thế.
ông ta lại còn nói người đầu tiên ta độ là ông. Cho nên sau đó cái duyên này tụ hội, lần đầu tiên giảng kinh thuyết pháp, Kiều Trần Như liền khai ngộ. Khi mới chuyển pháp luân, ông là người đầu tiên chứng A-la-hán. Phật pháp có hữu dụng không? Gặp phải những ác duyên khủng khiếp nhất trên thế gian đều có thể chuyển thành như vậy. Cho nên trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Đây là phước báo lớn nhất của cuộc đời chúng ta, nghe Phật pháp. Chúng ta đừng có được diệu pháp vô thượng rồi còn tiếp tục dùng phiền não của chúng ta, thì thật sự rất xui xẻo, rất là kém cỏi. Chịu đựng oan uổng nhiều khổ cực như vậy để làm gì? Cho nên sư phụ vừa mới tiếp xúc với Phật pháp, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta học theo lão pháp sư thì phải giống với hình ảnh của ngài. Quý vị coi lão pháp sư 91 tuổi cười lên vẫn ngây thơ rạng rỡ như vậy, tươi sáng giống như là em bé vậy. Chúng ta phải giống sư phụ. Như vậy mới có thể vỗ ngực mà nói tôi là học sinh của lão pháp sư Tịnh Không. Hơn nữa mọi người phải hiểu là tiên nhân nhẫn nhục làm ra tấm gương này, về sau mỗi một người đọc Kinh Kim Cang đều nhận được sự khai thị của ngài. Ôi chao, trên đạo Bồ Đề, cảnh giới này của tiên nhân nhẫn nhục khó như vậy, ngài đều vượt qua được. Bây giờ mình như vậy có là gì đâu? Một điểm này Lễ Húc đặc biệt cảm nhận được. Mấy năm nay chúng ta đi qua, chúng ta chỉ cần hãy nghĩ tới là nói độ khó của lão pháp sư. Ê cha, được cười rồi. Ngay cả cái này cũng đang phiền não, còn phải thoái lui thì là mất mặt, thật là mất mặt. Cho nên chỉ cần nhớ tới Đức Phật, nhớ tới lão pháp sư, vấn đề gì cũng sẽ trôi qua. Vậy lão pháp sư là người tu hành đã từng trải. Lễ Húc phải đặc biệt nhấn mạnh ba chữ người từng trải này. Bởi vì người từng trải, họ sẽ trực tiếp đem phương pháp thành tựu nói cho quý vị. Nếu như không phải người từng trải, bản thân họ vẫn đang mày mò. Có thể là mò. Có khi nào đột nhiên họ quay đầu lại nói với quý vị, hình như tôi đi sai rồi. Trước đây, chúng ta học môn tâm lý học đó. 30 năm sau đó họ nói, ái ngại quá, tôi nói sai rồi. Sau đó, người kia nói, tôi đã dạy con trai tôi theo lời anh rồi. Cho nên trước đây có một quy củ rất hay, người khai ngộ mới có thể giảng kinh. Sau đó, mấy đời người này, bởi vì đều không coi trọng văn hóa truyền thống, không coi trọng Phật Pháp, cho nên đến thời đại của lão pháp sư, lão pháp sư nói, người bình thường không thể đi giảng kinh, không hề dễ đâu. Thì giáo Lý Bỉnh Nam khuyên ngài, không được, giảng kinh quá là khó. Chuyển ngữ sai một chữ mà đọa làm thân trồn 500 kiếp. Thì giáo Lý Bỉnh Nam cũng là tuần tự dẫn dắt. Kiến nghị mọi người nhất định phải coi một bài khai thị, phải coi mấy lần. Năm ngoái là pháp sư trong lễ kỷ niệm 30 năm thì giáo Lý Bỉnh Nam viên tịch, ngài đã nói thẳng ra rằng ngài học tập với thầy giáo Lý Bỉnh Nam 10 năm. Thái độ ngài dùng, tinh thần ngài dùng thì thật sự là sẽ được thọ dụng rất lớn. Trong đó đã có nhắc tới thầy Lý Bỉnh Nam đã dẫn dắt ngài ra sao. Chúng ta có thể nhìn thấy từ chỗ này. Bài khai thị ngắn ngủi 50 phút, làm học sinh thế nào, làm thầy giáo ra sao, làm sao để hoằng pháp lợi sinh, là nói rõ ràng rành mạch. Cho nên lão hòa thượng bây giờ đã giảng kinh được 58 năm rồi. Mỗi một tiết học là sư phụ giảng, đều là công lực ngài tu học 65 năm, giảng kinh 58 năm, đã rót vào hết cho chúng ta. Cho nên khi quý vị nghe lão pháp sư giảng kinh, có cảm thấy đỉnh đầu mình phát nóng không? Nghe mỗi một băng đĩa của sư phụ chính là lời kinh Vô Lượng Thọ nói,
thăng quán định giai thọ bồ đề ký, bao gồm hôm nay chúng tôi chia sẻ với mọi người về tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Tình tu tiệp yếu là Hạ Liên Lão Đại Từ Đại Bi, đem tinh hoa của Ngũ Kinh Nhất Luận, tinh túy của Đại Tiểu Thừa, thậm chí là thiền, mật, luật, giáo, tinh tủy đều biên tập vào đó. Cho nên thật sự nghiêm túc 10-20 phút đồng hồ, làm hết một lượt tình tu tiệp yếu. Đó là thập phương nhất thiết chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Tây Phương chư Thượng Thiện Nhân quán định cho chúng ta. Cho nên chúng ta thật ra mà nói, phước báo lớn không chịu nổi. Nhưng mà phước báo càng lớn nếu như chúng ta xem không hiểu cái nhân duyên thù thắng này, có những lúc phước báo sẽ bị dùng hết mất. Cho nên bây giờ chúng ta gặp được là bản hội tập do lão cư sĩ Hà Liên Cư biên soạn. Những người trước đây thì không xem được. Quyển hoàn thiện nhất. Quý vị coi trong lịch sử. Cư sĩ Vương Lâm Thư, cư sĩ Ngụy Mạc Thâm, bao gồm bản tiết hiệu, cư sĩ Bành Tế Thanh, họ đều biết là nhất định phải hội tập lại Kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì có 5 phiên bản dịch. Quý vị đọc một bản, những bản khác có rất nhiều trọng điểm, có thể sẽ không nắm được, cho nên họ đều muốn làm, đều chưa có hoàn thiện. Sau cùng, Hà Liên Lão biết được tầm quan trọng của Kinh Vô Lượng Thọ đối với người tu hành tịnh độ. 10 năm, Ngài không hề xuống lầu, mới thành tựu được Kinh Vô Lượng Thọ này. Không chỉ đã soạn Kinh Vô Lượng Thọ, là nhìn thấy người trong thời đại này chúng ta sinh sống bận rộn, phải làm sao hộ niệm sự tu học của họ, lại biên tập tình tu tiệp yếu này. Cho nên người thật sự biết được ân đức của Phật Bồ Tát những vị tái lai, thật sự sẽ không muốn phụ lòng các ngài. Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Một đại sự nhân duyên, có bao nhiêu Phật Bồ Tát đến thành tựu. Tiếp theo trên thực tế, mỗi một người chúng ta trong quá trình tu học trong cuộc đời này, không biết là có bao nhiêu chư Phật Như Lai trong vô hình đang gia trì chúng ta. Chúng ta có thể tĩnh tâm lại mà thể hội ơn Phật bao la. Quý vị thể hội được rồi, lại đọc Kinh Vô Lượng Thọ, ta thương xót các con còn hơn cha mẹ nhớ con, nước mắt quý vị sẽ chảy xuống, sẽ rất có cảm xúc. Cho nên bản thân Lễ Hút hồi tưởng lại quá trình trưởng thành, thật sự có quá nhiều giai đoạn. Chỉ cần một niệm đó sai rồi, có thể sẽ hủy hoại cả đời. Nhưng mà tại sao vào lúc đó cũng may mà vẫn có thể giữ lại được? Điều là nhờ Phật Bồ Tát gia trì. Tôi đã từng ở Tịnh Tông Học Viện Australia nghe thấy sư phụ nói một đoạn. Ngài nói nếu như không có Phật Bồ Tát gia trì chúng ta ngay cả niệm Phật cũng không niệm được. Tại sao? Nghiệp lực từ vô thủy kiếp lớn bao nhiêu? Cho nên một người chịu niệm một câu Phật hiệu, trong kinh điển có nói 25 vị Bồ Tát gia hộ người này. Vì vậy, chúng ta giảng sanh Tây Phương phải y theo giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ mà làm. Kinh Vô Lượng Thọ 24 phẩm đã dạy chúng ta thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều phải có 8 chữ, phải không? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, thời thời có thể nhớ ơn bổn sư, nhớ ơn của Phật Bồ Tát những vị sư trưởng này. Cái này chính là Bồ Đề Tâm. Ngày nay chúng ta đến một đạo tràng, có thể yên tâm tu học niệm Phật,
ở đằng sau phải có bao nhiêu Bồ Tát Nghĩa Công đang hộ trì chúng ta. Đây là ơn chúng sanh. Đây là ơn thí chủ. Tại sao? Bồ Tát Nghĩa Công có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, đều đang hộ trì chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Đây là ơn thí chủ. Cho nên, Đại sư Tịnh An, Tổ Tịnh Tông thứ 11, có một bài văn tên là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn. Lão Hòa Thượng đã từ bi khai thị. Chúng ta thường xuyên đọc tụng thì sẽ biết. Trong bất kỳ cảnh giới nào, chúng ta đều phải sanh khởi Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm không thể thoái. Bồ Đề Tâm vừa thoái, thì phiền não sẽ làm chủ. Thậm chí là tính khí sẽ khởi lên, thì công đức sẽ bị thiêu rụi hết. Không thể giữ vững Bồ Đề Tâm, tất cả những gì tu được không phải công đức mà là phước báo. Cho nên Phật môn nói tam thế oán. Tại sao họ lại oán trách? Họ muốn tu hành, nhưng mà bởi vì họ không có giữ được Bồ Đề Tâm. Họ tu hành thì chỉ nhận được phước báo. Vì vậy, đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba phước báo lớn quá liền đã tạo nghiệp, tức là lại đọa vào ba đường ác. Cho nên người tu hành không đi vào tam thế oán, người tu hành không hưởng phước báo. Tất cả những việc thiện đã làm, không cầu phước báo đời này và tương lai. Tất cả thiện căn hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Con người chỉ cần không hưởng phước, phước báo quý vị sẽ mãi giữ lại. Sau cùng then chốt nhất, lúc lâm chung phước báo lại hiện tiền. Thì rất nhiều người sẽ đến hộ trì quý vị vãng sanh Tây Phương. Cho nên bài Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn này, mọi người có thể thường xuyên đọc. Vừa mới nói với mọi người, Hạ Liên Lão biên soạn bản hội tập, soạn Tình Tu Thiệt Yếu, đọc cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lại là một chú giải viên mãn như vậy cho Kinh Vô Lượng Thọ. Đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú giải của Tổ sư. Đây không phải Phật Bồ Tát tái lai, thì không thể nào thành tựu đại kinh giải viên mãn như vậy. Sau đó lại nói cho chúng ta Tình Tu Tiệp Yếu báo ân đàm. Cho nên những ân đức này cố gắng mà thể hội. Có những lúc bản thân lại hút đói, nếu như đời này tôi không thành tựu, như vậy lòng dạ tôi cũng rất tàn nhẫn. Chà đạp nhiều giáo huấn như vậy của Phật Bồ Tát. Quý vị nói sư phụ giảng kinh 58 năm, không lẽ sư phụ là đời này mới đến độ chúng ta sao? Không thể nào. Làm sao chúng ta một đời này rất muốn niệm Phật, nhìn thấy sư phụ bị vui mừng chịu không nổi? Đó đều là những duyên trong đời quá khứ. Đã từng cúng dường các Như Lai, ắt sẽ hoan hỷ tin việc này. Đều là có duyên trong đời quá khứ. Cho nên sư phụ đã giảng kinh 58 năm rồi, chúng ta làm sao chà đạp được? Vì vậy, Hoàng Niệm Lão lại làm chú giải, lại giảng báo ân đàm. Sau đó, Lão Pháp Sư Hải Hiền sống đến 112 tuổi. Hành nghi một đời của Ngài lại làm một biểu diễn tổng kết cho Kinh Vô Lượng Thọ. Lại có Lão Pháp Sư mỗi một năm đều tuyên giảng chi tiết đến như vậy. Quý vị nói, những ân đức này chúng ta đều phải đặt ở trong tâm, biến thành động lực trên đạo Bồ Đề. Cho nên một người chỉ cần thời thời đặt bốn chữ hiếu thân tôn sư này ở trong tâm, người này sẽ không thể thoái chuyển. Họ sẽ có nguyện lực và động lực suối nguồn bất tận. Tôi tin là Đài Loan chúng ta rất nhiều người truyền thừa văn hóa truyền thống đều rất hiếu thuận. Như thế hệ của cha tôi, khi họ còn đi học đều là mau mau có thành tích tốt,
sau này ra ngoài có thể kiếm tiền, mau mau đừng để cha mẹ phải khổ nhọc như vậy nữa. Cái này là hiếu thân. Cả một đời họ đều có động lực này. Vậy chúng ta bây giờ học Phật, lục đạo luân hồi thật quá khổ. Cho nên thật sự hiểu rõ chân tướng vũ trụ, độ cha mẹ, đến thế giới Tây Phương, điệu thoát sanh tử luân hồi là trách nhiệm của mỗi một người chúng ta. Cho nên bắt đầu từ hôm nay hãy nhìn thấy cha mẹ của mình, trách nhiệm của tôi là phải độ các cụ đi đến Tây Phương. Vậy chúng ta còn có thể ngồi ngẩn ngơ được sao? Còn có thể lãng phí thời gian sao? Không được đâu. Cho nên sư phụ lão hòa thượng, những vị đại Bồ Tát này hộ niệm cho chúng ta, chúng ta phải hiểu cho rõ. Lão hòa thượng dạy dỗ chúng ta, từ trong thái độ nghe kinh, đọc kinh, bản thân mình chính là người đương cơ, thái độ học tập này rất quan trọng. Xin hỏi mọi người, khi quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị là ai? Khi quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, quý vị là ai? Xin hỏi mọi người, khi quý vị đang đi xem phim, quý vị rất chuyên chú xem bộ phim đó, quý vị là ai? Đã lâu lắm rồi quý vị không xem phim rồi à? Có một số bộ phim rất hay, tương ứng với Phật Pháp, thỉnh thoảng có thể xem một chút. Như những phim gì, Giám Chân Đông Độ, Đạt Ma Tổ Sư Truyện, xem truyện ký của Tổ Sư Đại Đức, chúng ta sẽ khá là có chí khí. Các ngài làm được, mình cũng phải làm được. Vì vậy, mỗi ngày đọc Tịnh Tu Tuyệt Yếu, tại sao? Vừa xem. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc Giáo Chủ, thuở còn tu nhân nghe Pháp, liền phát tâm chánh giác vô thượng trụ trong chân thật huệ. Quý vị vừa niệm, mình cũng phải như vậy, mình cũng phải như vậy. Nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm Phật độ. Đúng vậy. Cho nên khi quý vị xem phim, thì sẽ rất tự nhiên. Người nam xem, họ chính là vai nam chính. Người nữ xem, chính là vai nữ chính. Có một người nào xem phim mà nói là tôi chính là cái người tầm thường đó. Quý vị từ việc xem phim sẽ thấy là con người đều có lương tâm, đều có chí khí hết. Cho dù là một người bây giờ không biết được phương hướng cuộc đời, ở đó chơi bời lêu lỏng, họ vừa xem phim, thường thì đôi mắt cũng mở ra tròn xoe. Bởi vì trong lúc đó họ cũng là vai nam chính. Họ đã đắm mình vào trong tình cảnh đó rồi. Cho nên, đọc một lần Kinh Vô Lượng Thọ chính là làm một lần A-di-đà Phật, noi gương làm như thế nào? Quý vị coi nhất là phẩm thứ 8, thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyện. Đọc đến đoạn này thì nói, ôi chao, cái người đó hôm qua như vậy, không muốn màng tới họ lắm, không được, không được. Lợi ích quần sanh và chí nguyện không mệt mỏi. Những lực thành tựu phải nhận cho được. Ư chư hữu tình, thường hoài từ nhẫn. Trong cái nhẫn đó, có sự không đành để chúng sanh khổ. Quý vị coi một người đang nổi nóng. Khi một người đang nổi nóng, thân tâm của họ phải chịu đựng sự tổn thương rất lớn. Cho nên nếu như quý vị nghĩ cho chúng sanh, nhìn thấy một người nóng giận, tâm thương xót của quý vị sẽ khởi lên. Thật kỳ lạ, tại sao chúng ta nhìn thấy người ta nổi giận lại không sinh tâm thương xót? Bởi vì chúng ta không nghĩ thay cho họ. Chúng ta chỉ có cảm nhận của mình quá là mạnh. Nhìn thấy một người đối với quý vị rất dữ, anh dám đối với tôi như vậy. Trước đây tôi tốt với anh biết mấy. Hỏa khí liền bốc lên. Căn nguyên của tham sân si là cái tôi, là tự ngã. Cho nên, Điện Phạm Tứ Huấn có một đoạn giáo huấn vô cùng quan trọng. Bắt giặc phải bắt vua giặc trước, như chặt cây độc, chặt ngay gốc đó. Ngày nay, chúng ta muốn trừ bỏ tham sân si mạn nghi, phải bắt tay từ đâu? Cái tôi, tức là từ tư từ lợi. Bởi vì có tôi, mới có tôi tham, tôi sân, tôi nghi, tôi mạn. Không có cái tôi, tham sân nghi mạn sẽ đứt thở ngay.
nó sẽ không sống được nữa. Nó không có gốc thì liền chết ngay. Vì vậy, sư phụ có một câu pháp bảo, nếu như chúng ta chịu thọ trì, hiện tại liền được lợi ích lớn, pháp hỷ sẽ đến rất là nhanh. Câu nói này mọi người đều nghe qua. Niệm niệm suy nghĩ cho người khác, niệm niệm suy nghĩ cho chúng sanh. Thật ra pháp của sư phụ thật sự là hy hữu khó gặp, giảng rất là thấu triệt. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường hay nghe, không biết sự diệu dụng của mỗi một câu, sự trân quý của mỗi một câu, cho nên có những lúc lễ hút cũng sẽ hỏi lại chính mình, mình đã nghe nhiều năm như vậy, một câu nào mình đã làm rồi? Có những lúc vừa phản tỉnh như vậy, sẽ toát mồ hôi lạnh. Ôi trời, hổ thẹn quá, một câu cũng chưa có thực sự, mà làm cho được 3 tháng, 6 tháng, làm cho được mấy năm, sau cùng đã hoàn toàn làm được. Hoàn toàn hòa hợp được với linh hồn của mình. Như vậy mới có thọ dụng. Vậy chúng ta coi câu nói này của sư phụ, niệm niệm suy nghĩ cho người khác, người thật sự chịu làm, dần dần họ sẽ quen rồi, họ sẽ không còn để ngã chấp làm chủ nữa. Ở Singapore có một người con dâu, cô rất hiếu thuận. Chồng của cô khi nói chuyện thì có nói rằng, người vợ này của tôi rất hiếu thuận, ngay cả mẹ tôi trách nhầm cô ấy cũng quỳ xuống để xin lỗi. Người chồng đó vừa nói tới đây, thật ra anh cũng rất là thương cho vợ của mình. Vợ mình làm tới mức độ này rồi, hình như hơi bị oan ức. Kết quả vợ của anh liền tiếp lời rằng, không hề oan ức chút nào. Tại sao? Mẹ chồng tôi là bảo vật trong nhà, nhà có người già như có bảo vật. Bảo vật quan trọng nhất trong nhà, hễ mẹ tôi nổi giận thì sẽ hại tới sức khỏe. Cho nên tôi liền nghĩ làm sao mau mau khiến lửa giận của bà hạ bớt xuống. Tôi vừa quỳ xuống để xin lỗi, bà cụ sẽ không còn tức giận nữa. Các vị đồng bào nữ, khi quý vị bị hiểu lầm, còn phải quỳ xuống để xin lỗi, có làm được hay không? Muốn lấy mạng tôi sao? Nhìn có vẻ rất khó làm, ý niệm. Tất cả cái khó và dễ không nằm ở bên ngoài, nằm ở đâu? Tâm. Chỉ cần quý vị dùng tâm đúng rồi, những việc người thiên hạ cảm thấy không làm được, quý vị làm rất hoan hỷ. Người con dâu này đã chứng minh cho chúng ta, cô nói đâu có oan ức gì, tôi thấy bà cụ tức giận. Hại tới sức khỏe thì sao? Phải mau dùng phương cách nào có thể khiến cho bà cụ hạ quả là điều quan trọng nhất. Mọi người nghe tới đây, được quy thì quy mà. Mọi người đừng có cảm nhận đừng quá mãnh liệt. Bởi vì điểm chuyên chú của quý vị là mẹ chồng. Ở đối phương, khi không có cái tôi thì sẽ không có sự khó chịu. Nhưng mà quý vị phải biết là pháp sư nói với chúng ta một câu, chịu thiệt là phước. Câu nói này có nuốt trôi được không? Cái pháp dược này phải ăn đi nha, mới biết được hương vị ở trong đó. Con người đừng có chỉ cảm nhận trước mắt, đừng có chỉ nhìn trước mắt. Phải biết mà đi cảm ngộ chân lý, cảm ngộ sâu xa. Ngày nay, người mẹ chồng này đã hiểu lầm người con dâu. Cái áo đó của tôi cô cầm đi đâu mất rồi? Mắng cô ấy rất là dữ. Con dâu xin lỗi, bản thân bà quên mất cái áo đã đặt ở đâu rồi. Bỗng nhiên 3 ngày sau đó tìm thấy rồi. À, sao lại ở đây? Phải không? Lâu ngày hiểu lầm nhau, rất nhiều việc
sớm muộn gì cũng có ngày cháy nhà ra mặt chuột mà. Quý vị nói cũng có thể có một việc không cháy nhà ra mặt chuột được. Quý vị coi, những người bây giờ phải trả giá như vậy đó. Quý vị thật sự có chuyện không thể lộ rõ chân tướng. Quý vị chịu nổi oan càng lớn, người nợ quý vị, trời trả quý vị. Quý vị bình tâm nhìn lại những trung thần các triều đại bị hại chết đó. Quý vị đi tra hậu thế của họ, tất cả đều có phước báo rất lớn. Thế gian, người không có tội lỗi mà phải chịu tiếng xấu, con cháu luôn được phát đạt. Người hiểu rõ lý trên thế gian không có chuyện bị thiệt thòi. Nếu như chúng ta lại thâm nhập giáo lý một chút nữa, thế gian tất thảy mỗi một việc đều là việc tốt. Ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt. Người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Mọi người có muốn sống những ngày như vậy không? Quý vị không có phản ứng. Mỗi câu pháp mà sư phụ dạy, hiện tại quý vị liền có thể thông qua. Sư phụ nói, thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn. Điển cố Kinh Hoa Nghiêm này quan trọng chỗ nào? Thiện tài đồng tử biểu diễn việc đời này thành Phật. Cho nên thiện tài đồng tử đại diện cho ai? Đại diện những Phật tử rất có chí khí, đời này muốn thành tựu, chính là thiện tài đồng tử. Trọng điểm tới rồi, thiện tài đồng tử tu như thế nào? Ngoài ra, còn có một trọng điểm càng quan trọng hơn nữa. Chư vị đồng tu, quý vị một đời này muốn đi đâu? Tại sao nói nhỏ thế nào? Người Đài Loan chúng ta hay hơi bị thấy ngại ngùng, không dám nói ra, đều để ở trong lòng, để ở trong tâm. Chúng ta muốn đi Tây Phương là có ý nghĩa gì? Là thành Phật. Sau khi đi rồi gọi là viên chứng tam bất thoái, vô lượng thọ. Vì vậy, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong Báo Ân Đàm đã nói rằng, ngài thỉnh giáo vị Phật sống cống ca đó, hiện đời thành tựu. Phật sống cống ca đã có nêu ra rằng, pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật tịnh độ sanh thế giới Cực Lạc. Đời này ngài có thể thành Phật. Được. Mục tiêu đã được xác lập. Mục tiêu đã rất rõ ràng rồi. Mỗi một bước đi qua đó đều phải nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Tâm thái tu học đó cũng phải là phương hướng đời này thành Phật. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về Cực Lạc. Học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.